Lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện tới hai sự thay đổi về nhân sự so với trận đấu trước. Nếu như trận đấu cuối cùng gặp U23 Syria chỉ là một sự thay đổi khi Văn Toàn vào sân ngay từ đầu thay cho Đức Trinh, thì trận này những hoàn cảnh về sức khỏe khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải thực hiện sự điều chỉnh này. Nhưng cả Xuân Mạnh hay Phan Văn Đức đều đã được thử lửa ở những trận đấu trước và đều vào những thời điểm rất quan trọng. Chúng ta có thể thấy là sân vận động Thường Thục có nét kiến trúc rất giống với sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Và hy vọng rằng đây sẽ vẫn là một điểm tựa lớn dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Tiếng còi để báo hiệu trận đấu bắt đầu của trọng tài người Australia Christopher Bitt. Ở trong hiệp đấu đầu tiên này, đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị. Công Phượng. Để chuẩn bị cho trận đấu này, U23 Việt Nam chỉ có đúng một ngày tập. Sau trận đấu với U23 Syria, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các học trò nghỉ xả hơi một ngày. Thì đó là trận đấu mà chúng ta đã tốn quá nhiều sức lực và cũng đã gặp những tổn thất ở trận đấu ngày hôm nay khi Đoàn Văn Hậu không thể có mặt trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. Một quả phạt cho các cầu thủ của chúng ta. Công Phượng là người đã bị cầu thủ đối phương phạm lỗi. Theo cách bố trí của huấn luyện viên Park Hang-seo thì hôm nay Công Phượng là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam. So với U23 Việt Nam thì Iraq rõ ràng là có lợi thế hơn khi họ được nghỉ nhiều hơn chúng ta một ngày. Người đứng trước quả đá phạt là Quang Hải. Và các trung vệ có khả năng đánh đầu tốt cũng đã xâm nhập. Những cầu thủ có khả năng đánh đầu tốt của chúng ta là trung vệ Tiến Dũng và Duy Mạnh. Văn Thành. Văn Thành rất nhanh. Cho đến thời điểm hiện tại thì U23 Việt Nam có 6 cầu thủ đã chơi trọn 270 phút ở vòng đấu bảng. Cú đánh đầu của Quang Hải. U23 Iraq sở hữu những cầu thủ có chiều cao rất lý tưởng. Lỗi của Xuân Mạnh. Những cầu thủ đã đá trọn 270 phút ở vòng đấu bảng của U23 Việt Nam gồm thủ môn Tiến Dũng, trung vệ Tiến Dũng, trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng và tiền vệ Xuân Trường. Cùng với đó là hậu vệ Văn Thanh. Và xử lý bình tĩnh của thủ môn Tiến Dũng. Tiến Dũng đã phải tiêm thuốc giảm đau để có thể bước vào trận đấu này. Và các bạn cũng có thể thấy là đầu gối phải của Tiến Dũng đang cần tới sự can thiệp để có thể duy trì thể trạng và sức khỏe, trở thành thủ môn chính của chúng ta ngày hôm nay. Ba trận đấu ở vòng bảng trước đối thủ hàng đầu châu lục đã khiến các cầu thủ của chúng ta thủ hao rất nhiều sức lực. Và thêm một trận đấu trước ứng cử viên vô địch hàng đầu trong trận tứ kết ngày hôm nay nữa. Tinh thần thi đấu là một trong những điều đáng khen ngợi nhất của cầu thủ U23 Việt Nam cho tới thời điểm này của giải đấu. Văn Thanh. Trong buổi họp báo trước trận đấu này thì huấn luyện viên của hai đội đều tỏ ra rất quyết tâm. Trong đó huấn luyện viên Park Hang-seo của U23 Việt Nam cho biết là U23 Việt Nam sẵn sàng chơi tấn công trước U23 Iraq ở trận đấu ngày hôm nay và có thể giải quyết trận đấu sau 90 phút. Một phát biểu rất tự tin và cũng phần nào đó để khích lệ tinh thần thi đấu của cầu thủ U23 Việt Nam. Quang Hải, Công Phượng, xử lý khéo léo. Trong phát biểu của mình thì ông Sahat cũng nói rằng ông nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U23 Việt Nam. Và có lẽ cũng nhờ sự nghiên cứu đó mà đến lúc này thì hai gương mặt được quan tâm rất nhiều là Công Phượng và Quang Hải.
Mỗi khi hai cầu thủ tấn công của chúng ta có bóng thì thường có ít nhất là hai cầu thủ áo xanh vây quanh. Trong những năm gần đây thì bóng đá Việt Nam và bóng đá Iraq có nhiều lần đối đầu với nhau, trong đó có những trận đấu ở vòng loại của World Cup năm 2018. Trận đấu trên sân trung lập ở Tehran thì chúng ta thua 0-1. Trận đấu trên sân Mỹ Đình thì chúng ta hòa 1-1. Và cũng có những cầu thủ của U23 Việt Nam ở giải đấu lần này đã từng góp mặt trong những trận đấu đó. Đó sẽ là những trải nghiệm cần thiết dành cho các cầu thủ của chúng ta. Nói đến vòng loại World Cup 2018 thì U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất tại giải đấu năm nay chạm trán với tất cả các đội tuyển U23, có đội tuyển quốc gia dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018 ở khu vực châu Á. Văn Thanh chuyển sang một cánh, Thanh thường không đá giải đấu lần này nhưng lại là vị trí sở trường của hậu vệ áo số 17. Chính xác. Anh Cường có thấy là chúng ta đang chơi phải nói là rất chủ động về thế trận, không co cụm ngay từ những phút đầu tiên. Mặc dù dâng lên với một đội hình như vậy nhưng chúng ta vẫn đảm bảo được sự an toàn khi mà Đức Huy, Xuân Trường và ba trung vệ vẫn có mặt ở bên phần sân nhà. Để có được cái sự linh hoạt như vậy thì tôi nghĩ rằng có công lao không nhỏ khi huấn luyện viên Park Hang-seo đã thử nghiệm phương án ba trung vệ ở giải M50 Cup. Tuy rằng sơ đồ đó không được sử dụng tại giải đấu lần này nhưng nó đã giúp ích rất nhiều cho cách vận hành chiến thuật của U23 Việt Nam linh hoạt hơn và dễ luân chuyển hơn khi mà hai hậu vệ cánh khi cần hoàn toàn có thể dâng cao để trở thành những mũi tấn công và những thời điểm phải chống những tình huống lên bóng của đối phương họ sẽ trở thành những lá chắn trước khung thành của Tiến Dũng. Chính xác, đó vẫn là một sơ đồ 3-4-3, vẫn là một phương án dự phòng của ông Park Hang-seo ở giải đấu năm nay. Đó là pha lấy bóng của Safa Furaiji, số 16, tiền vệ trung tâm bên phía U23 Iraq. Một cầu thủ có ngoại hình khá giống với Fellaini, tiền vệ đang thi đấu cho Manchester United. Thành tích của U23 Iraq ở giải đấu trẻ này thực sự là rất ấn tượng. Và khi mà những đội bóng lớn được đánh giá cao như U23 Nhật Bản đã bị loại thì U23 Iraq càng thấy cơ hội vô địch của họ lớn hơn. Như này chúng ta đang sẵn sàng để tạo nên những thách thức thực sự dành cho tham vọng của đối thủ. Ở trận tứ kết thứ 3 diễn ra trước trận đấu này thì đội tuyển U23 Malaysia cũng đã phần nào để lại ấn tượng. Họ chỉ chịu thất bại sát nút với tỷ số 1-2 trước U23 Hàn Quốc. Đúng là rất ấn tượng, nhất là khi Malaysia đã phải nhận bàn thua ở ngay giây thứ 12. Không có lỗi việt vị. Cú đá không tốt. Chúng ta cần phải theo dõi lại tình huống làm chậm mới biết là trong tình huống vừa rồi thì đội trưởng Barca của U23 Iraq đã việt vị hay chưa. Đây là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất trong đội hình của U23 Iraq, đội trưởng Barca Rezan, thủ tiền vệ tấn công. Và đây chúng ta theo dõi lại pha bóng này, chưa có lỗi việt vị. Ayman Hussein có vóc dáng tương đối giống với Mahmoud, tiền đạo đã từng ghi hai bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam ở tứ kết World Cup 2007. Phối hợp tốt, đường chuyền nhanh nhưng nó lại hơi mạnh so với đà băng lên của Văn Thanh. Đường chuyền ăn hơi nhiều ra má ngoài và được thực hiện bằng chiếc chân phải, không phải chân thuận của Quang Hải. Nhưng rõ ràng đó là một phương án tấn công mà có lẽ chúng ta đã tập nhiều để khai thác khả năng leo biên và tham gia tấn công tốt của hai hậu vệ là Văn Hậu và Văn Thanh.
Cũng với một phương án như vậy đã mở ra tình huống mà chúng ta ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc. Resan. UAE Iraq là một đội bóng lối chơi tấn công rất đa dạng. Cho tới lúc này, các cầu thủ Iraq đã có 5 người ghi tên mình vào bảng điện tử tại giải đấu năm nay và đến từ tất cả các tuyến. Đó là Mohamed Zafan, là Amjad Adwan, Ala Ali, Hussein Ali và Basa Rezan. Những cái tên ghi bàn phong phú và cái cách mà cầu thủ UAE Iraq làm tung lưới đối phương cũng rất đa dạng. Đánh đầu có, sút xa có, phối hợp bật tường có, đột phá có và tận dụng sai lầm của đối phương cũng có. Phan Văn Đức, Đức Huy. Ngày hôm nay thì Phan Văn Đức được thế chỗ của Văn Toàn. Xuân Trường, một trong 6 cầu thủ đã đá chính cả 3 trận đấu vòng đấu bảng và đã chọn tất cả các phút. Xuân Mạnh, tiếp tục là Xuân Mạnh. Anh Dũng có thể thấy là cái cách mà Xuân Trường chỉ tay cũng để nói lên rằng sự liên lạc trong đội hình của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này là rất lớn. Dù các cầu thủ đến từ nhiều câu lạc bộ khác nhau và chỉ tập với nhau một thời gian ngắn nhưng rõ ràng là sự liên kết là rất tốt. Cú dứt điểm đầu tiên của U23 Việt Nam và đó là cú sút của Phan Văn Đức, người đã thay vị trí của Hà Đức Chinh trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng đã chạm người cầu thủ đối phương. Cả 3 trận đấu vòng bảng thì Phan Văn Đức đều được tung vào sân ở hiệp 2 và những phút có mặt trên sân thì cầu thủ được triệu tập bổ sung này đều thi đấu tốt. Và hôm nay thì Phan Văn Đức xứng đáng từ một diễn viên phụ trở thành một cầu thủ đá chính, xuất hiện ngay từ đầu và có cú đá đầu tiên của chúng ta. Cú đá phạt của Quang Hải. Dứt điểm! Công Phượng đã ghi bàn! Bàn thắng đầu tiên của Công Phượng tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Bàn thắng đầu tiên ở giải năm nay nhưng là bàn thắng thứ hai của Công Phượng ở giải U23 châu Á. Tuyệt vời. Sự chủ động đã được chúng ta cụ thể hóa. Bàn thắng mở tỷ số đến ở phút thứ 13. Một pha tung người móc bóng của Phan Văn Đức. Và nhiệm vụ còn lại của Công Phượng là khá dễ dàng với một pha chạm bóng rất cảm giác. Rất cảm giác, đúng là như vậy. Và thật bất ngờ khi chúng ta ghi bàn vào lưới một đội có chiều cao tuyệt vời ở một tình huống cố định. Tiến Dũng không tham gia cụ thể vào tình huống này nhưng áp lực mà anh tạo ra cho hậu vệ đối phương là không hề nhỏ. Và rồi ông Park Hang-seo đã cho thấy mình hoàn toàn có lý khi biến Phan Văn Đức từ một kép phụ trở thành kép chính. Và hôm nay thì Công Phượng, bàn thắng dành cho anh là hoàn toàn xứng đáng. Lần thứ 3 tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam là đội bóng mở tỷ số. Nên nhớ khoan thủng hàng phòng ngự của U23 Iraq không phải là một bài toán dễ giải, khi mà sau 3 trận đấu vòng bảng họ mới chỉ phải nhận đúng một bàn thua trong chiến thắng 4-1 trước đội tuyển U23 Malaysia. Đây là Xuân Mạnh. Vẫn tiếp tục là Xuân Mạnh. Vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước nhưng đến lúc này thì hai cầu thủ thay thế đang mang đến cho chúng ta những cảm giác yên tâm nhất định. Xuân Mạnh ở vị trí hậu vệ phải và đặc biệt là Phan Văn Đức đã góp tiếng nói trong tình huống dẫn tới bàn thắng của chúng ta. Chính Phan Văn Đức là người thực hiện quả đá dẫn tới quả đá phạt góc và chính anh là người đã móc bóng để dẫn tới cú dứt điểm nhạy cảm của Công Phượng. Đây là cầu thủ đã được huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý của ông theo dõi rất sát sao ở giải U21 quốc gia cũng như là U21 quốc tế vừa kết thúc cách đây chưa lâu. Khi đến Việt Nam thì ông Park Hang-seo đã nói là cơ hội dành cho tất cả các cầu thủ của bóng đá Việt Nam và đúng như vậy. Khi
khi mà tưởng như danh sách đã được đóng khung với một đội hình sang dự giải M50 Cup ở Thái Lan, thì những cầu thủ đá tốt ở giải trong nước vẫn có cơ hội. Đình Trọng, bóng lên chân của Duy Mạnh, người có lẽ là chơi tuyệt vời bậc nhất trong trận đấu gặp Syria. Chính xác, những con số thống kê cho thấy là Duy Mạnh là cầu thủ chơi phòng ngự hiệu quả nhất, với khả năng đánh chặn cản phá chính xác 100% trong trận đấu trước U23 Syria. Lần đầu tiên U23 Iraq phải nhận bàn thua trước ở giải đấu. Xuân Trường, những pha bóng của chúng ta không hề vội vàng khi các cầu thủ đều chờ những đồng đội của mình di chuyển. Khi đến với bóng đá Việt Nam và dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam thì điều Park Hang-seo thấy là nhược điểm lớn nhất đó là tính thông tin. Đức Huy, thông tin giữa các cầu thủ ở trên sân không được tốt, và đó là một trong những điều mà ông muốn khắc phục nhất. Kết quả thì bây giờ đã rõ, chúng ta thấy những pha bóng của chúng ta sở dĩ diễn ra tương đối mạch lạc, không hề có dấu hiệu vội vàng ở những thời điểm nóng bỏng nhất, cũng một phần là sự liên lạc. Khi một người băng ra để đối phó hoặc ngăn cản đầu thủ đối phương thì những âm thanh sẽ cho biết là đã có một cầu thủ sẵn sàng bọc lót ở phía trong. Quang Hải, đội hình của U23 Việt Nam vẫn đang được duy trì cự ly hết sức hợp lý. Đúng như anh Khương nói, trong tất cả các buổi tập, đặc biệt là khi mới đến nhận nhiệm vụ ở Việt Nam, ông Park Hang-seo liên tục yêu cầu các cầu thủ phải thường xuyên giữ liên lạc với nhau trên sân, thường xuyên tạo nên những tiếng nói và tiếng la hét với các đồng đội của mình để tạo nên một tập thể có sự liên kết và thống nhất. Có lẽ là U23 Iraq cũng có phần nào đó bất ngờ với cách mà chúng ta đã bắt đầu trận đấu này. Quang Hải rất bình tĩnh và cực kỳ nhịp nhàng. Văn Thanh rất hợp lý. Văn Thanh, đường chuyền hay, tiếc là Công Phượng di chuyển sớm một nhịp thôi. Bất ngờ đang được đội bóng của chúng ta tạo ra. Thậm chí ngay trước U23 Syria thì cũng đã có những thời điểm mà các cầu thủ tấn công của chúng ta sẵn sàng tranh cướp bóng ngay trước khu vực 16m50 của đội bạn để tạo ra những áp lực cần thiết và khiến cho những cố gắng lên bóng của U23 Syria gặp khó khăn. Bóng đi hết đường biên dọc rồi. Pha bóng một phần nào đó cho thấy là các cầu thủ Iraq ở một số vị trí đang không giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Đúng là như vậy, người vừa để mất bóng và có một pha xử lý vụng về lại là một trong những hậu vệ hay nhất của U23 Iraq, hậu vệ cánh phải Ala Emhawi, người cũng đã có một bàn thắng, một bàn thắng ấn tượng ở giải đấu lần này. Chúng ta đang có một bộ đôi tiền vệ trung tâm mới có thể bổ trợ cho nhau rất tốt, đó là Đức Huy và Xuân Trường. Công Phượng nhịp nhàng, rất nhịp nhàng và cực kỳ tự tin. Mỗi trận đấu là một điều bất ngờ mà ông Park Hang-seo và các học trò của mình dành cho đối thủ. Thank you.
đội hình của U23 Việt Nam đang được đẩy lên cao hơn so với trận gặp U23 Syria. Và tuyến trên cũng đang hỗ trợ phòng ngự rất tốt, cách thi đấu áp sát và rất tích cực tranh cướp bóng ngay bên phần sân của đối phương. Từ đó phần nào đã giảm được rất nhiều áp lực cho hàng phòng ngự của chúng ta. Xuân Mạnh. Nếu như có Đức Trinh ở trên sân thì giải pháp tạt bóng vừa rồi là một sự lựa chọn không tồi. Trong số các cầu thủ U23 Việt Nam thì Đức Trinh là mỗi cầu thủ có khả năng băng cắt tốt, tạt bóng chính xác, tình huống xử lý của Đình Trọng. Của Công Phượng. Cự ly đội hình của chúng ta được duy trì tốt khiến cho đội bạn buộc phải đẩy nhiều quả bóng ra hai biên. Và vừa rồi có vẻ như lại có thêm một tình huống xử lý xuất sắc nữa của Tiến Dũng khi đạo diễn hình trận đấu đang phát lại pha va chạm của Công Phượng. Và đây, bàn thắng mở tỷ số của chúng ta, cú móc bóng của Phan Văn Đức, cú chạm bóng của Công Phượng. Một bàn thắng ở một tình huống cố định có lẽ là điều thực sự bất ngờ. Bất ngờ với người hâm mộ và đặc biệt bất ngờ với chính U23 Iraq. Hamza Adnan. Hamza Adnan cũng được coi là một Ali Adnan mới của bóng đá Iraq. Cầu thủ đá cánh trái liên công về thủ toàn diện. Buran. Cho đến lúc này thì dường như các cầu thủ của chúng ta đang hạn chế được những điểm mạnh nhất của U23 Iraq, đó là lối chơi, kỹ thuật, những cú sút xa và cả những quả tạt bóng bổng từ hai biên. Can thiệp kịp thời của Quang Hải, quả bóng không đến chân của Adnan. Chính việc những Công Phượng, Quang Hải hay Phan Văn Đức tích cực áp sát như vậy khiến cho đội bạn không có không gian để triển khai bóng. Việc đeo bám đối phương nhiều như vậy đòi hỏi thể lực rất lớn. Nhưng chúng ta đã làm như thế trong cả 3 trận đấu vòng bảng và tiếp tục duy trì cho đến lúc này của trận đấu với Iraq. Văn Thanh. Lỗi của đội bạn. Văn Thanh là một trong những vị trí mất nhiều sức nhất tại giải đấu lần này. Phần vì Văn Thanh đã đá chọn thời gian ở những trận đấu vòng bảng. Phần khác vì vị trí của Văn Thanh khi chúng ta đối đầu với những đội bóng thiên về tấn công biên là vị trí được khai thác rất nhiều. Trận đấu gặp Syria là những tình huống tấn công của biên trái liên tục của đội bạn. Những trận đấu với Australia hay với Hàn Quốc cũng vậy. Safa. Hamza Adnan. Zoumali. Mohamed Zoumali. Một quả phạt cho U23 Iraq. Tình huống can thiệp của Lương Xuân Trường. Thể lực của Lương Xuân Trường được cải thiện rất nhiều tại giải đấu lần này. Cho dù thời gian Trường đá tại Hàn Quốc và được góp mặt trên sân là rất ít, nhưng ở giải đấu lần này thì Trường đã thi đấu trọn 270 phút ở 3 trận đấu vòng bảng và chơi với một cường độ rất cao. Chính xác thì đây phải là tình huống mà đội bạn phạm lỗi
khi đã có một tình huống đá vào phía sau của Đức Huy. Nhưng đây là một tình huống sẽ mang đến cho chúng ta những lo ngại. Mọi thứ đã qua đi. Những pha bóng như vậy thường được cầu thủ Iraq triển khai rất tốt. Và cũng có thể thấy trong tình huống này, nếu như đó là một pha chạm bóng tốt hơn nữa của Amen thì mọi thứ đã rất khó khăn với Tiến Dũng rồi. Các đội bóng Trung Đông thường sử dụng một cầu thủ trung phong cắm có thể hình lý tưởng, sẵn sàng thể hiện những pha không chiến, những pha tì đè, uy hiếp khung thành của đối phương. Năm 2007, hai bàn thua của chúng ta ở tứ kết trước đội tuyển Iraq đều là những tình huống cố định. Một cú treo bóng bổng vào trong và Mahmoud đánh đầu, và sau đó Mahmoud đá phạt trực tiếp để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển quốc gia Iraq. Ahmed Buran. Đến lúc này U23 Iraq không tấn công Nguyên nhiều, mà họ lại sử dụng nhiều đường truyền bóng từ sân nhà treo bóng vào trước khung thành của Bùi Tiến Dũng để trung phong cắm bên phía đội bóng này tận dụng chiều cao. Pha tránh cơ bóng tốt của Quang Hải. Tiếp tục là Quang Hải, Đức Huy, Xuân Mạnh. Khiến cho U23 Iraq gặp rất nhiều khó khăn, nhưng họ cũng đã kịp mở một đường bóng ở bên trái. Pha phá bóng chính xác, Phan Văn Đức. Tình huống xử lý tốt của Văn Thanh. Tiếp tục là Văn Thanh. Vẫn là Văn Thanh. Hơi vội. Hoàn thành dứt điểm khi mà chân trụ của cầu thủ này không được tốt. Đó là một tình huống đi bóng khá táo bạo, chọc thẳng vào giữa hàng phòng ngự của U23 Iraq. Basa. Hussein. Tiếp tục là một quả tạt. Trọng tài người Australia thổi penalty. Trọng tài Christopher Bitt đã chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền. Có vẻ như là một quyết định nặng tay của ông Christopher Bitt. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta phải đối mặt với một quả penalty. Ở trận đấu với U23 Hàn Quốc thì Tiến Dũng đã bình tĩnh để ngăn cản ý đồ đá penalty của chân sút U23 Hàn Quốc. Cơ hội cho Ayman Hussein. Tiến Dũng và Ayman Hussein. Rất tiếc. Rất tiếc. Nếu như Tiến Dũng lại không đổ người như ở trận đấu gặp U23 Hàn Quốc thì có thể anh đã cản được cú đá của Ayman Hussein. U23 Iraq đã có bàn thắng ở thời điểm họ đang gặp khó khăn. Vô cùng đáng tiếc. Cái chân của Tiến Dũng vẫn không đủ lực để ngăn cản bóng đi vào lưới.
chỉ một chút xíu nữa thôi là Bùi Tiến Dũng sẽ có lần thứ tư liên tiếp cản phá thành công penalty trong sự nghiệp của mình. Bình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, cho dù đã bị đánh bại nhưng có thể thấy là Tiến Dũng có khả năng bắt penalty rất tốt. Tại giải M150 Cup thì Tiến Dũng đã một lần thành công. Ở giải U23 châu Á, thủ môn này cũng đã một lần ngăn cản cho chúng ta. Tình huống dùng tay chơi bóng của số 8 Mohamed Khalid. U23 Iraq đã bất bại ở vòng bảng. Họ ra quân với chiến thắng đậm 4-1 trước U23 Malaysia. Sau đó là trận hòa trước Ả Rập Xê Út. Và ở trận đấu cuối cùng thì họ giành chiến thắng 1-0 trước U23 Jordani, chính thức góp mặt ở vòng tứ kết. U23 Iraq đến với giải đấu năm nay với quyết tâm là lên ngôi cao nhất, giống như họ đã làm được năm 2013. Một dàn cầu thủ rất chất lượng. Besa. Đội bóng áo xanh đang thay đổi cách thức tiếp cận khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Pha đánh đầu của Bùi Tiến Dũng. Phạt góc dành cho U23 Iraq. Chắc chắn ở phía trong thì cái tên Ayman Hussein sẽ lại đặc biệt được chú ý bởi chiều cao của mình. Ahmed Mohsin, Safa, quyền chủ động trong những phút vừa qua đang thuộc về U23 Iraq. Đây là trận đấu dù quyết tâm và dám chơi tấn công trên đối thủ nhưng U23 Việt Nam cũng vẫn cần phải biết cách phân phối sức hợp lý. Thể lực của nhiều cầu thủ U23 Việt Nam lúc này đang ở mức khá thấp khi chúng ta đã trải qua 3 trận đấu cực kỳ khó khăn ở vòng đấu bảng. Hamza Adnan. Quang Hải có cơ hội để phản công. Công Phượng. Rất đông những cầu thủ áo xanh sẵn sàng vây quanh Công Phượng. Đình Trọng, Xuân Mạnh, đó là một đường truyền xẻ nách của Quang Hải nhưng hơi nhẹ. Rất may thì bóng không tới được vị trí của Hussein. Phan Văn Đức, Quang Hải. U23 Iraq cũng không đẩy lên đội hình quá cao. Xuân Trường vẫn đang bình tĩnh quan sát.
Anh Huy. Đường chuyền dài của Xuân Trường. Safa. Ahmed Mohsin. Hamza Adnan. Ở những trận đấu trước, Hamza Adnan rất thường xuyên có những pha leo biên. Nhưng ở trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta gần như chưa thấy pha tấn công biên nào hiệu quả của Hamza Adnan. So với cầu thủ U23 Syria, kỹ thuật cá nhân của cầu thủ U23 Iraq là tốt hơn rất nhiều. Chúng ta rõ ràng đang phải đối mặt với một đội bóng vừa to khỏe, thể hình, thể lực đều tốt hơn chúng ta và lại còn có kỹ thuật tốt. Khó khăn chắc chắn là sẽ tăng lên so với trận gặp U23 Syria. Tình huống phạm lỗi ở gần khu vực 16m50 như thế này là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã chỉ đạo cầu thủ phải hạn chế. Nhưng kỹ thuật của U23 Iraq quá tốt khiến cho các tình huống vừa rồi Tiến Dũng buộc phải phạm lỗi. Và pha bóng của Xuân Trường. Việt vị. Lỗi Việt vị. Một tình huống hiếm hoi mà Hamza Adnan dâng cao. Trọng tài bắt lỗi chính xác. Tình huống mà Ayman Hussein chỉ băng xuống thấp hơn hàng phòng ngự của Việt Nam một chút xíu thôi. Bisa. Buran. Hamza Adnan. Giải U23 châu Á lúc này đã xác định được 3 gương mặt có mặt ở vòng bán kết. Đó là Uzbekistan, Qatar và U23 Hàn Quốc. Trong số 3 đội bóng này thì việc cầu thủ Uzbekistan có mặt ở bán kết là khá bất ngờ. Thì ngày hôm qua họ đã biến U23 Nhật Bản trở thành cựu vô địch bằng chiến thắng 4 bàn không gỡ. Quả đá phạt cho các cầu thủ của chúng ta. U23 Iraq được nghỉ nhiều hơn U23 Việt Nam một ngày. Ở một bảng đấu được coi là mạnh nhất nên đội bóng xanh cũng có quyền để có những tính toán cho thể lực của mình. Và trận đấu cuối cùng gặp Jordani, U23 Iraq không mất quá nhiều sức để giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Không chia bóng tốt. Và xử lý của Phan Văn Đức. Văn Thanh. Đức Huy.
Duy Mạnh, Quang Hải, Xuân Mạnh. Đội bóng tự tin. Xuân Trường, Đức Huy. Đức Huy phải nói là rất tự tin vào khả năng sút xa của mình. Một pha xử lý vừa rồi. Vẫn là Duy Mạnh. So với giải M150 Cup, Duy Mạnh đã tiến bộ rất nhiều ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Phương án lên bóng của đội bạn là rất đa dạng. Cú đá của Emen Hussein, người có thể hình rất giống với Mahmoud của 11 năm về trước và cũng đang gây ra nhiều khó khăn cho chúng ta. Emen cao tới 1m90, chơi đầu tốt và xử lý bóng bằng chân cũng khá khéo. Sau hai nhịp thì Tiến Dũng đã bắt gọn bóng, nhưng cách mà cầu thủ U23 Iraq đá quả phạt góc vừa rồi cho thấy họ rất tự tin với chiều cao của mình. Điều khá thú vị về thủ môn Bùi Tiến Dũng, cầu thủ của chúng ta khởi đầu sự nghiệp không phải ở vị trí thủ môn mà chơi trung vệ, rồi sau đó đội bóng của anh không có người bắt ở khung thành nên đã được ban huấn luyện yêu cầu đứng ở trong khung gỗ, và bây giờ thì Tiến Dũng đã gắn bó với vị trí này suốt từ đó. Trọng tài cho rằng Xuân Mạnh đã phạm lỗi. Trận đầu tiên đá chính nhưng Xuân Mạnh thường xuyên phải đối mặt với những hậu vệ biên, những tiền vệ biên có khả năng tham gia tấn công rất tốt của U23 Iraq. Sau khi có bàn thắng thì sự xuất hiện của Hamza Anan là nhiều hơn. Và cầu thủ áo số 2 của chúng ta cũng phải làm việc vất vả hơn. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Mỗi lần pha bóng bổng của Iraq trôi qua, quả thực là chúng ta lại thừa phạm. Lỗi của Hussein. Quê hương của ông Christopher Beat là một trong những ứng cử viên vô địch ở giải đấu lần này, nhưng U23 Australia lại bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Và đội bóng góp phần loại Australia không phải đội nào khác chính là U23 Việt Nam. Bisa. Hussein. Safa. Bóng lên chân của cầu thủ 23 Việt Nam, đường truyền của Xuân Trường.
thắng của Ayman Hussein có ý nghĩa rất quan trọng với U23 Iraq. Vì sau bàn thắng đó thì thế trận mà đội bóng này có được rõ ràng là tốt hơn. Tình huống tốt. Một phút bù giờ cho hiệp một trận đấu. Quả đá phạt lên cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trước khi mà U23 Iraq có được bàn thắng gỡ hòa từ chấm penalty thì đội bóng này tỏ ra khá bế tắc trong những phương án tấn công về khung thành của U23 Việt Nam. Thực sự thì đó là một tình huống thổi penalty nặng tay của trọng tài người Australia Christopher Bitt. Hai cầu thủ trung vệ của chúng ta nhảy lên tranh cướp bóng, không có những động tác tì đè hay phạm lỗi đẩy người với Ayman Hussein. Cũng có thể thấy là tiền đạo của U23 Iraq tinh quái ở tình huống đó. Như vậy là hiệp một trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq trận tứ kết cuối cùng của vòng chung kết U23 châu Á năm nay đã khép lại với tỷ số 1-1. Các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục có một hiệp đấu thành công. Chúng ta nhập cuộc rất tự tin, chủ động và đã có bàn thắng mở tỷ số với pha lập công đầu tiên của Công Phượng ở giải đấu năm nay sau cú tung người móc bóng của Phan Văn Đức. Những phút sau đó U23 Iraq tỏ ra bế tắc nhưng cuối cùng thì họ cũng đã có được bàn thắng gỡ hòa từ chấm penalty. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng trở lại với sân vận động Thường Thục để tiếp tục theo dõi diễn biến hiệp 2 trận tứ kết cuối cùng vòng chung kết U23 châu Á giữa tuyển U23 Việt Nam và U23 Iraq. Chúng ta đã có hiệp đấu đầu tiên khá xuất sắc, nhập cuộc tự tin, thi đấu chủ động và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước với pha lập công đầu tiên ở giải đấu của Công Phượng tại giải đấu năm nay sau pha tung người móc bóng của người đóng thế Phan Văn Đức ở trận đấu này. Sau bàn thắng của U23 Việt Nam, Iraq cũng chưa có được một thế trận sáng sủa. Nhưng rồi thì may mắn cũng đến với U23 Iraq khi họ được hưởng một quả penalty. Và chân sút mang áo số 10 Ayman Hussein của họ đã thực hiện thành công để gỡ hòa 1-1 cho U23 Iraq. Một pha ghi bàn, một tình huống xuất phạt mà chút xíu nữa thôi, môn Bùi Tiến Dũng của chúng ta đã cản phá thành công. Trong hiệp đấu thứ hai này, U23 Việt Nam sẽ bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Một cuộc đối đầu với một đội bóng mạnh hơn chúng ta về thể lực, chiều cao tốt và những phẩm chất kỹ thuật cũng tốt hơn so với U23 Syria. Rõ ràng đã mang đến một hiệp đấu đầu tiên và những thách thức trong khoảng 20 phút cuối, nhưng không thể phủ nhận chúng ta đã chơi rất tốt trong hiệp 1. Đức Huy, đường truyền của Quang Hải, hai đội đều không thực hiện sự thay đổi nhân sự nào trong đầu hiệp 2 này. Iraq đã chơi không thực sự tốt cho đến khi họ có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Thống kê đã chỉ ra là hiệp đấu trận đấu này là hiệp đấu mà U23 Việt Nam có tỷ lệ cầm bóng tốt nhất từ đầu giải tới hơn 43%. Và một lối chơi rất chủ động. Chúng ta cũng thực hiện số đường truyền không thua đối thủ là bao.
với 5 lần sút cầu môn so với 4 của U23 Iraq. Chiều cao tốt hơn giúp cho Ayman Hussein vẫn là người chạm bóng cuối cùng. Của Đình Trọng rất bình tĩnh, Đức Huy khó khăn đã qua đi. Cần phải hạn chế khoảng trống dành cho cao thủ Iraq. Iraq có rất nhiều cầu thủ sút xa tốt, khoảng cách 25 đến 30 mét so với thành luôn có rất nhiều phương án giải quyết tình huống. Cả hai cầu thủ người đá chính lần đầu tiên của U23 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay là Xuân Mạnh và Phan Văn Đức đều đã thi đấu rất tốt ở hiệp đấu thứ nhất. Riêng Xuân Mạnh thì cầu thủ này đã hạn chế được rất nhiều khả năng tấn công biên ở bên phía cánh phải mà anh đang chấn giữ hướng tấn công cánh trái của U23 Iraq, đặc biệt là sự nguy hiểm của số 3. U23 Iraq cũng tạo ra một đội hình rất cơ động và sẵn sàng tạo áp lực ngay bên phần sân của U23 Việt Nam. Quang Hải đưa một bóng chính xác cho Văn Thanh. Phan Văn Đức với những pha xử lý khá mềm mại. Mới có trận đá chính đầu tiên của cầu thủ này thi đấu, nói là rất bản lĩnh thi đấu đầu tiên, xử lý bóng rất bình tĩnh, mềm mại chuyển chuyển và có những pha xử lý thông minh, góp rất nhiều vào bàn thắng của Công Phượng. Chế những cú cho bóng bổng vào trong của đội bạn. Chiếc thẻ vàng dành cho Phan Văn Đức. Safa Furazi có hiểm rất lớn ở tuyến giữa của hai bay Iraq. Sẽ không bất ngờ nếu lại làm cú treo bóng bổng. Và có bóng rất tốt của Tiến Dũng. Tiến Dũng đã phải tiêm thuốc giảm đau mới có thể thi đấu được ở trận này. Và bật rất cao để bắt bóng và tiếp đất rồi đã khiến Tiến Dũng đi đọc.
Phạm Văn Đức. Đường chuyền nhanh của Đức Huy. Làm tường tốt. Quang Hải. Đường chuyền cho Xuân Mạnh. Vẫn là Xuân Mạnh. Không được. Không ai đón được đường chuyền vừa rồi của Xuân Mạnh. Cú căng ngang như vừa rồi của Xuân Mạnh là hợp lý. Thành. Xuân Trường. Đức Huy. 4 cầu thủ, 5 cầu thủ của U23 Iraq tranh chấp phần sân của chúng ta. Tốc độ của Công Phượng thì có lẽ không kịp. Thay đổi. Ở cùng giữa. Sân và cú thấp nhất là phòng ngự có rất ít sự thay đổi khi bất đắc dĩ như trận đấu ngày hôm nay chẳng hạn, khi mà Văn Hậu chấn thương mới có sự thay đổi từ phía Quang Học Sò. Dưới thời huấn luyện viên Park, rõ ràng các bài tập của các cầu thủ U23 Việt Nam đã tập trung nhiều vào những chi tiết nhỏ. Sự thay đổi người đầu tiên của trận đấu nó đến từ U23 Iraq. Ahmed Jaber nhường vị trí cho số 19 thường xuyên đá chính ở những trận đấu trước, đó là Amjad Hoan. Huấn viên trưởng của U23 Iraq, ông Abdul Ghani Sahab tuyên bố là ông muốn đánh bại đội bóng của chúng ta ngay trong 90 phút thi đấu chính thức. Và sự điều chỉnh vừa rồi là để thay đổi hàng công. Đội trưởng Barca và Duy Mạnh và Xuân Mạnh đều áp sát khiến cho đội trưởng bên phía U23 Iraq không thể thực hiện được đường truyền tốt. Nhưng nó là một pha bóng cho thấy là các cầu thủ của chúng ta đã biết cách để bóng lót cho nhau như thế nào. Văn Thanh, vẫn là Văn Thanh. Phạm Văn Đức. Xuân Trường, Xuân Trường. Đường chuyền lại hơi non. Đây là một pha bóng rất nguy hiểm. Tiến Dũng. Không vào. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Một pha phản công rất nguy hiểm của U23 Iraq.
sự kèm lướt của Emem Hussein thực sự đã khiến hàng phòng ngự của chúng ta rối loạn ở tình huống này. Bóng đã trôi hết đường biên ngang. Xuân Trường. Pha phạm lỗi của Jumeirah Mohammed. Quang Hải lấy bóng trong chân Quang Hải nhanh nhất là phạm lỗi. Quang Hải rất khéo. Đức Huy đường truyền cho Công Phượng, bóng vẫn trong sân. Công Phượng không việt vị. Xuân Mạnh không vào hậu ở tình thế rất khó, nhưng Phạm Văn Đức vẫn kịp trả bóng, và nếu thành công thì đó là một bàn thắng rất ấn tượng. Mình tiếc là đó không phải là một pha dứt điểm đủ lực. Điều đáng khen là cái cách mà chúng ta triển khai pha tiếp cận. Xuân Trường, Công Phượng. Đang chỉ có hai cầu thủ áo đỏ. Công Phượng. Một pha bóng đầy táo bạo của người đã mở tỷ số trận đấu. Quả đá phạt góc cho chúng ta. Nhưng đúng là các cầu thủ của chúng ta đang có được sự tự tin rất lớn. Một pha bóng điển hình trong cách chơi mà U23 Việt Nam với nhiều cầu thủ đã thể hiện cùng nhau trong nhiều năm qua. Một cú phát bóng này của Xuân Trường. Công Phượng đã nhắm bước di chuyển của Phan Văn Đức, nhưng hậu vệ đối phương đã kịp phá. Tất cả những điểm mạnh nhất của các cầu thủ chúng ta đều được thể hiện trong pha bóng vừa rồi. Quang Hải vẫn còn. Sợi dây liên kết giữa Công Phượng và Phan Văn Đức đang là rất tốt. Và đây thực sự là một điều bất ngờ, khi gần như đây là trận đấu lần đầu tiên Phan Văn Đức và Công Phượng thường xuyên kết hợp cùng nhau. Phá bóng kịp thời.
rất kiên trì với một phương án là chuyền bóng dài hướng đến cái đầu của Ayman Hussein. Vẫn là Ayman Hussein, rất vất vả cho cầu thủ của chúng ta. Làm gì? Rất tốt. Rất tốt của Tiến Dũng. Để có pha bóng tốt vừa rồi thì cũng phải kể tới công hai cầu thủ phòng ngự đã sẵn sàng khiến cho góc sút của tiền đạo bên phía U23 Iraq không còn được thuận lợi. Là một phương án quen thuộc. Rất ngẫu hứng. Quang Hải luôn có thể tạo ra những pha bóng đầy phấn khích. Xuân Trường. Xuân Trường đang kiểm soát rất tốt tuyến giữa với khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công. Đinh Trọng. Đức Huy. Rất hợp lý, Quang Hải. Không được. Trọng tài thổi phạt Phạm Xuân Mạnh. Thay đổi cầu thủ thứ hai bên phía U23 Iraq, như vậy là số 8 Mohamed Khalid Zumaili đã ra sân. Số 15 Ibrahim Kamin vào sân. Một sự thay đổi ở khu vực giữa sân của U23 Iraq. Trời rất hay. Xuân Trường. Quang Hải. Quang Hải. Dứt điểm. Cú đá gợi nhớ lại bàn thắng vào lưới của Myanmar ở giải M50 Cup. Cho đến này thì Quang Hải không có nhiều khoảng trống như vậy để thực hiện cú đá từ xa. Duy Mạnh.
Duy Mạnh. Quả đá phạt ở ngay sát vạch 16m50. Sự lựa chọn cho các chân sút áo xanh. Sẽ có rất nhiều thử thách dành cho hàng phòng ngự của chúng ta ở tình huống này. Qua đi với một tình huống đấm bóng của Tiến Dũng. Sau đó là một pha phạm lỗi xứng đáng phải nhận thẻ phạt. Luis Pang Hang Seo cũng tỏ ra rất bất bình với tình huống vào bóng vừa rồi. Pha phạm lỗi của cầu thủ đã vào sân trong hiệp đấu thứ hai, đó là Karim Amzet. Trận đấu với U23 Syria thì Đình Trọng cũng đã bị đau và là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của chúng ta ở trận đấu đó. Quả cảm đó là cách mà các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu ở giải đấu lần này trước những đối thủ rất cao to và đầy sức mạnh của đối phương. Hamza Adnan. Đội tuyển Iraq hiện nay cũng có một cầu thủ mang họ Adnan, đó là Ali Adnan. Cánh trái rất hay. Những quần áo của đội Indonesia. Trong thành phần U23 Iraq trong trận đấu này, chúng tôi thống kê được tới 8 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Đình Trọng. Rất nguy hiểm. Thêm một tình huống lăn xả nữa, đó là pha xử lý của Văn Thành. Thank you.
của đội trưởng Mesa. Rất nguy hiểm. Tuyệt vời, pha phá bóng của Đức Huy. Trọng tài xác định đã có lỗi của tiền đạo bên phía U23 Iraq. Đình Trọng một lần nữa nằm xuống sân sau tình huống ngăn cản hết sức quả cảm, lăn xả, trong đó có cả Đỗ Duy Mạnh. Đúng là chúng ta đã lăn xả để ngăn cản cú đá vừa rồi của số 15 Ahmed. Tình huống mà Duy Mạnh và Đình Trọng đã va vào nhau để nỗ lực ngăn cản của đối phương. Và thua tưởng chừng như rất gần với chúng ta rồi. Nếu không có sự lăn xả thì gần như chắc chắn là Ahmed Ibrahim đã làm tung lưới khung thành của Tiến Dũng rồi. Phút thứ 75 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 1-1. Những hình ảnh như thế này của Duy Mạnh, của thủ môn Tiến Dũng và của Đình Trọng thực sự là những hình ảnh mang đến sự tự hào cho người hâm mộ thể thao Việt Nam, người hâm mộ bóng đá Việt Nam, thì các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Cả hai huấn luyện viên đều tuyên bố sẽ giải quyết trận đấu trong 90 phút. Chắc chắn là họ đều đã có những giải pháp, những phương án cho cả thời gian đá của hai hiệp phụ và thậm chí là luân lưu. Cho tới lúc này thì huấn viên Park Hang-seo của U23 Việt Nam vẫn còn trong tay cả ba quyền thay đổi cầu thủ. Nhưng có vẻ như khác với huấn luyện viên Sahat, sự lựa chọn của huấn luyện viên Park Hang-seo là không nhiều. Khi mà gần như những vị trí huấn luyện viên người Hàn Quốc sử dụng đến lúc này đều là những nhân sự tốt nhất. Và tiếc là trận này thì Văn Hậu lại không có được thể lực tốt. Xuân Trường, Quang Hải, Đức Huy. Dũng xử lý bình tĩnh. Xuân Mạnh. Rất kịp thời, đó là Phan Văn Đức. Công Phượng. Đều là những pha xử lý bình tĩnh và chính xác. Thời gian từ phút 75 cho đến hết trận mới chỉ có được đúng một bàn thắng trong cái trận đã an bài khi thắng 4-1 trước U23 Malaysia. Quả phạt góc dành cho U23 Iraq. Besan. Pha ngăn cản của Xuân Trường. Rất hay. Công Phượng.
Còn thêm một sự bóng loát nữa. Một sút rất thiếu chính xác của đội trưởng Bê Sa. U23 Iraq được nghỉ nhiều hơn chúng ta một ngày và cũng không phải di chuyển. Nhưng họ đang phải đối mặt với một trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải. Khó khăn hơn cả trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út. Australia, ông Christopher Beard mang về cho Hawaii Rock một quả đá phạt. Phút 80. Sân bên phía chúng ta và vào thay cho Đỗ Duy Mạnh đó là Thành Trung. Trận đấu đầu tiên của Nguyễn Thành Trung tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Thành Trung cũng là cầu thủ đồng đội của Đỗ Duy Mạnh trong áo câu lạc bộ Hà Nội. Trước bóng là cầu thủ đội trưởng Bê Sa bên phía U23 Iraq. Không có gì nguy hiểm. Phát bóng lên cho chúng ta. Nếu hai đội hòa trong 90 phút thi đấu chính thức thì chúng ta sẽ cùng với U23 Iraq bước vào hiệp phụ. Đã chạm vào lưng của cầu thủ áo số 19 được tung vào sân ở hiệp 2 Amset. Trung vệ mới góp mặt Thành Trung cũng là một cầu thủ được bổ sung sau giải M150. Như vậy có tới 3 cầu thủ được bổ sung của U23 Việt Nam đang góp mặt ở trên sân lúc này. Hồng Phượng. Tôi đây là tình huống mà có lẽ trọng tài nên thổi phạt cầu thủ U23 Iraq. Đúng là như vậy. Rất tốt. Phan Văn Đức luôn là như vậy, cực kỳ khôn ngoan. Safa. Không có chỗ cho sai lầm. Một thời điểm rất nhạy cảm khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa. Tranh chấp tay đôi, một trong điểm mạnh của Phạm Xuân Mạnh. Ali. Bê Sa. Rất kịp thời. Nhanh.
xử lý tốt. Quả đá biên cho chúng ta. Đang nằm sân là Xuân Mạnh. Lần đầu tiên ở giải đấu hôm nay, một cầu thủ U23 Việt Nam bị chuột rút khoảng thời gian cuối trận. Thể lực là một trong những yếu tố được cải thiện rõ nét nhất của các cầu thủ U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay. Như vậy là Xuân Mạnh đã đứng dậy và có thể tiếp tục trận đấu này. Ở thời điểm đây, thách thức với đội bóng của Park Hang-seo và bản thân ông cũng không có quá nhiều sự lựa chọn về mặt con người. Cầu thủ mới được tung vào sân để thay cho Duy Mạnh Thành Trung chỉ có khoảng 20 phút đá ở trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Ulsan Hyundai. Phạm Văn Đức, cú đẩy bóng hơi dài của Văn Thanh. Rất khỏe. Nhưng vừa rồi là pha xử lý khôn ngoan của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Tiến Dũng rất mạnh ở khả năng đọc tình huống. Vừa rồi là một pha bóng cho thấy khả năng của cầu thủ này. Văn Thanh rất cố gắng. Đức Huy, Xuân Trường, Đức Huy, Phạm Văn Đức. Tiếp tục là Phạm Văn Đức, Đồng Phương. Chúng ta vẫn được hưởng một quả đá phạt góc. Thời điểm rất nhạy cảm của 90 phút thi đấu chính thức. Thành Trung cũng đã góp mặt rồi. Và vẫn nên giữ một số lượng cầu thủ đảm bảo an toàn bên phần sân nhà để phòng phản công. Một cơ hội cho U23 Việt Nam xuất trường. Cơ hội phản công cho các cầu thủ U23 Iraq. Khi Văn Thanh phá bóng hụt thì ngay lập tức đã có đồng đội bọc lót. Là một bài tấn công quen thuộc của các cầu thủ Iraq, rất nguy hiểm. Rất may đó là một cú đá rất không tốt. Ở thời điểm mà đồng hồ đã chỉ sang phút 87 rồi. Rõ ràng thể lực không phải là vấn đề với cầu thủ U23 Iraq nhưng mà họ vẫn còn rất khỏe. Gương mặt rất được chờ đợi của U23 Iraq vừa có một cú đá có thể nói là đáng quên. Pha ghi bàn của Ala Em Hawi là một trong những pha ghi bàn hay nhất ở giải đấu lần này. Bàn thắng thứ 3 vào lưới của U23 Malaysia. Cú phá bóng tốt của Văn Thanh. Việt vị thứ 88 rất chính xác. Ở cả ba trận tứ kết đã diễn ra thì đều không có trận đấu nào phải bước sang hiệp phụ cả.
Vừa rồi là một tình huống cho thấy hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Park Hang-seo đã vận hành tốt như thế nào. Các vị trí rất hiểu ý nhau. Hà Đức Trinh sẽ là cầu thủ được vào sân ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Còn Công Phượng là cầu thủ ra sân. Lúc này thì thể lực, tốc độ, khả năng tì đè của Đức Trinh nhiều khả năng sẽ được phát huy. Không biết là Công Phượng đã nói gì với Đức Trinh, nhưng theo quan sát của chúng tôi thì có vẻ như trong đó có từ thi đấu tốt, có thể là một lời chúc từ Công Phượng. Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của 90 phút. Nếu kéo được đội bạn tới hai hiệp phụ đã là thành công rất lớn của chúng ta. Tương đối khó hiểu cho những tình huống thời phạt. Tới 4 phút bù giờ cho hiệp đấu thứ hai. Bùi Tiến Dũng. Tất cả các vị trí trên sân của chúng ta đều đang gồng mình để ít nhất là buộc U23 Iraq phải bước sang hiệp phụ. Và pha bóng rất mạnh lên của Tiến Dũng. Buran. Thực sự anh Biên Cương ạ, đến thời điểm này thì tôi ước gì nếu như trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì hai đội đá luân lưu luôn. Vâng, chúng ta đã phải gồng mình để thi đấu, gồng mình cho đến thời điểm hiện tại và sẽ rất khó khăn trong 30 phút của hai hiệp phụ. Vì chúng ta gặp muôn vàn bất lợi trước trận đấu này, nghỉ ít hơn và trận đấu cuối cùng là một cuộc tra tấn thực sự về mặt thể lực. Sự vắng mặt của Văn Hậu đã là một thiệt thòi. Nhưng rõ ràng các cầu thủ chúng ta đã thi đấu hết mình và đúng là hơn 100% khả năng của họ cho đến lúc này. Pha đẩy từ phía sau. Người đang bị đau là Phan Văn Đức. Liên tiếp là những phản ứng của huấn luyện viên Park Hang-seo với những pha vào bóng nguy hiểm của cầu thủ đối phương. Ở 3 trận đấu vòng bảng thì ông Park Hang-seo không phải phản ứng quá nhiều. Nhưng đây là một trận đấu mà ông đã rất nhiều lần phải phản ứng với quyết định của các trọng tài và phản ứng với những tình huống vào bóng có phần thô bạo của cầu thủ U23 Iraq. Đứng trước bóng là đội trưởng Lương Xuân Trường. Phản ánh biên cho Súc Ta. Thời gian đá bù không còn nhiều. Những giây phút khá hồi hộp. Văn Thanh giữ bóng và đảm bảo một thế trận thật chắc chắn. Ali
Xử lý quá hay Bùi Tiến Dũng. Thật khó tin là Tiến Dũng đang phải được tiêm thuốc giảm đau để thi đấu. Quang Hải không được. Đội bạn đã kịp thời cắt đường truyền cho Đức Trinh. Một pha chọc khe mà nếu như qua được các hậu vệ của UEFA Iraq thì chưa biết điều gì đã xảy ra. Đức Trinh! Sút đi! Vẫn là một pha ngăn cản kịp thời của hậu vệ UEFA Iraq. Hai trung vệ của UEFA Iraq gần như là không rời bỏ khu vực của mình. 4 phút bù giờ đã hết rồi. Và chúng ta còn 30 phút ở phía trước. 30 phút chắc chắn là đầy thử thách với thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam. 30 phút rất dài, chắc chắn là như vậy. Đấu này. Bây giờ thì Xuân Trường đang là một trong năm cầu thủ đã trải qua tới 360 phút tại giải đấu lần này. Duy Mạnh cũng có thể có được thành tích như vậy nếu như không phải rời sân sớm, một phần vì bị đau. Trong hiệp phụ đầu tiên thì U23 Việt Nam của chúng ta bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái. Rất tốt và rất chủ động, đó là Văn Thanh. Tình huống tôi cho rằng không xứng đáng thổi phạt. Văn Thanh vào rất trúng bóng. Chúng ta gặp phải không ít những bất lợi vì quyết định của các trọng tài. Ở góc máy khi chúng ta theo dõi lại những diễn biến tổng hợp của 90 phút thi đấu chính thức thì thấy rõ là không hề có một tác động nào của cả Xuân Mạnh lẫn Duy Mạnh với tiền đạo của đội bạn trong tình huống mà trọng tài Christopher Beach thổi penalty. Sút bóng như thực lệ vẫn là đội trưởng Besa của Iraq. Pha bóng như thế này là rất hồi hộp cho chúng ta. Cú đấm bóng của Tiến Dũng rất hay. Đức Trinh hay, cực kỳ chuẩn xác trong tình huống xử lý của Văn Thanh và sau đó là Xuân Trường. Thật khó tin là cho đến lúc này, sau 3 trận đấu bị bao mòn thể lực, sau 90 phút vắt kiệt sức, ngày hôm nay các cầu thủ chúng ta vẫn có được những pha xử lý tỉnh táo như vậy. Besa. Lại là Ayman Hussein. Kịch bản dẫn tới bàn thắng này của UEFA Iraq rất quen thuộc. Tiền đạo cao 1m90 đã có một pha đánh đầu.
bước chạy và di chuyển vừa rồi cũng như góc máy vừa rồi đủ để thấy là sự khác biệt lớn về thể lực và thể hình là lợi thế của Ayman Hussein như thế nào. Đội bóng áo xanh đang dẫn ngược đội bóng của chúng ta với tỷ số 2-1. Quang Hải. Rất tốt. Đó là pha băng lên của Nguyễn Thành Trung. Thẻ vàng dành cho Quang Hải. Rõ ràng đây là trận đấu mà chúng ta hơn hẳn đôi bạn của đối chơi. Thua ở hai tình huống cố định, đó đều là hai tình huống mà chúng ta thua đối thủ của mình về chiều cao. Buran. Chúng ta đã bị dẫn bàn nhưng thời gian vẫn còn nhiều. Pha băng lên của Hamza Adnan. Ayman Hussein. Tốt của Nguyễn Thành Trung. Rõ ràng là xuyên suốt cả trận đấu này cầu thủ là bạn Iraq không có nhiều bàn ngoài bài rót bóng bổng về phía cái đầu của Ayman Hussein. Vừa rồi là pha bắt bóng rất tự tin của Tiến Dũng. Iraq cho thấy đây là một trong những đội bóng có nền tảng thể lực sung mãn nhất ở giải đấu lần này. Không hề có lỗi. Xuân Trường. Rất bình tĩnh. Trung, Đức Huy, Tiến Dũng,
Xuân Trường, Đức Huy. Đường chuyền của Thành Trung. Phía trước chúng ta còn khoảng 20 phút nữa. Như vậy là ông Park Hang-seo đã dùng nốt quyền thay đổi cầu thủ còn lại. Tiền đạo mang áo 9 của chúng ta Nguyễn Văn Toàn vào sân thay hậu vệ là Phạm Xuân Mạnh. Sơ đồ của ông Park Hang-seo thì lúc này sẽ chuyển sang 4-3-3. Có thể là 3-4-3. Rất yêu thích của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Tấn công của chúng ta lúc này sẽ là Quang Hải, Văn Toàn và Hà Đức Trinh. Có thể hiểu được cho quyết định của Park Hang-seo. Rút ra hậu vệ có nghĩa là chúng ta sẽ giảm đi sự chắc chắn ở khâu phòng ngự, nhưng cũng không còn cách nào khác khi đội bạn đã vươn lên dẫn trước và chúng ta cần thêm những yếu tố đột biến ở trên hàng công, và Văn Toàn là người có thể mang đến điều đó. Rất cố gắng, không được thi đấu quá nhiều, nhưng màn trình diễn cho đến lúc này của Thành Trung là khá ấn tượng. Cầu thủ U23 Iraq cũng rất lắm tiểu xảo. Văn Toàn. Xuân Trường rất chính xác. Không được. Sau khi Xuân Mạnh rời sân thì Đình Trọng đá trước sang bên phía cánh phải. Một phút dâng cao của trung vệ Đình Trọng trong hình ảnh của một hậu vệ biên. Đức Huy. Thành Trung. Thành Trung. Rất hay, Đình Trọng. Căng ngang. Quả đá phạt góc. Trong thế trận như thế này thì chúng ta cũng hy vọng ở những tình huống cố định nữa.
khu thi đấu đầy cố gắng ở một vị trí không phải là sở trường của Đình Trọng. U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho thấy là khi chơi phòng ngự chúng ta đã chơi xuất sắc như thế nào, chơi tấn công cũng rất hay. Đường chuyền của Văn Toàn, vô lê, và xử lý của Phan Văn Đức. Ý đồ rất rõ ràng trong tình huống này. Hiệp phụ đầu tiên chuẩn bị kết thúc và đã có những sự khởi sắc nhất định trong cách chơi của U23 Việt Nam trong 5 phút đã qua. U23 Việt Nam đang để lại những ấn tượng tuyệt vời trong mắt của người hâm mộ và trong mắt của cả giới chuyên môn cũng như truyền thông châu Á. Một phút bù giờ cho hiệp phụ thứ nhất. Sau quả đá phạt này thì hiệp phụ thứ nhất sẽ kết thúc. Phần lớn trong những tình huống tranh chấp trên không, Tiến Dũng đều chính xác. Hai đội sẽ đổi sân và đá hiệp phụ thứ hai. U23 Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những nỗ lực trong tấn công của U23 Việt Nam. Tất cả các vị trí dù đã thi đấu từ đầu của U23 Iraq cho đến nay vẫn cho thấy sự sung sức. Trong đó có hậu vệ trái Hamza Adnan. Đức Huy. Không được. Xử lý của Đức Trinh. Tiến Dũng. Rất hay. Văn Thanh. Đường chuyền của Văn Thanh cho Văn Toàn. Những hy vọng tạo ra khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương trông chờ nhiều vào Đức Trinh và Văn Toàn. Đức Huy. Tạt bóng của Đình Trọng. Cơ hội Văn Toàn! Quả hai! Đức Huy!
hoàn hảo của Phan Văn Đức. Tấn công thể tin rồi, tấn công thể tin rồi. Sức ép đã được chúng ta cụ thể bằng bàn thắng san bằng tỷ số. Không, có lẽ anh Đức, anh Tiến Dung ạ, chúng ta hãy dành khoảng lặng này mà không phải bình luận gì nữa, vì tất cả đã nói lên, ý nghĩa của nó đã được nói lên tất cả rồi. Một tình huống đã nói lên tất cả về cách dùng người của huấn luyện viên Park Hang-seo, về tinh thần chiến đấu của những chiến binh áo đỏ. Cho dù vẫn còn thời gian và chưa biết kết quả sẽ đi đến đâu, nhưng cao thủ U23 Việt Nam đang chơi tuyệt vời. Thêm một trận đấu nữa, ta cho thấy huấn luyện viên Park Hang-seo quả là một người rất tinh lợi. Tất cả những sự thay đổi cầu thủ của ông ở giải đấu này đều mang lại hiệu quả. Ngăn cản của Đức Huy. Dù trận đấu này có kết thúc như nào thì U23 Việt Nam cũng đã có một giải đấu hết sức tuyệt vời. Chúng ta đang cố gắng để viết tiếp câu chuyện cổ tích. Đường chuyền của Xuân Trường. Hà Đức Trinh. Quang Hải. Áp sát ngay. Lỗi của Văn Toàn. Đình Trọng. Bàn thắng của Phan Văn Đức lại xuất phát từ chính một cú tạt bóng của Đình Trọng, người được đẩy sang đá vị trí hậu vệ cánh phải. Ước gì thời gian bây giờ trôi đi thật nhanh. Nỗ lực của Quang Hải mang về quả đá phạt cho chúng ta. Lợi thế tinh thần lúc này đang thuộc về U23 Việt Nam và chúng ta cần phải biết cách tận dụng. Bùi Tiến Dũng. Đức Trình. Đức Huy. Xuân Trường. Quang Hải. Đức Huy. Quang Hải. Rất khéo. Hà Đức Trinh. Vẫn còn. Đó là pha bỏ bóng khôn ngoan. Chỉ 3 ngày trước thôi, các cầu thủ của chúng ta đã phải gồng mình một cách quả cảm để buộc series phải chia điểm. Và bây giờ đã là một trận đấu đầy thách thức. Hơn 100 phút rồi, đội bóng của ông Park Hang-seo phải đối mặt với một đội bóng giàu thể lực bậc nhất, mạnh bậc nhất. Và đá phạt của Xuân Trường. Đánh đâu! Không thể tin rồi, không thể tin rồi. Thủ vào sân thay người. Anh Cương ạ. Không thể tin nổi. Đức Trinh. Một pha băng cắt. Một pha băng cắt máu mực và Đức Trinh đã hạ đối phương theo đúng cách mà Hussein đã đánh bại chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiến vào bán kết. Là hoàn toàn xứng đáng dù thời gian vẫn còn. Thật là hạnh phúc cho các cổ động viên đang có mặt trực tiếp ở sân vận động Thường Thục ngày hôm nay. Chúng tôi rất hiểu cảm giác của các cổ động viên ở trên sân Thường Thục vào lúc này. Có lẽ những cầu thủ dạn dày của U23 Iraq mà phần lớn là các thành viên của đội tuyển quốc gia không tin nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt họ.
Mong cho các cầu thủ của chúng ta chân cứng đá mềm trong những phút còn lại. Và áp sát của Tiến Dũng. Đây chắc chắn là trận đấu hay nhất tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Hai đội rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Bessa. Tiến Dũng. Đình Trọng. Áp sát. Đã có lỗi việt vị rồi. Tiếng còi cất lên hơi muộn. Còn khoảng 7 phút nữa. Những phút sắp tới sẽ là thách thức khủng khiếp dành cho hàng phòng ngự của chúng ta. Phá bóng. Tất cả những sự thay đổi người của huấn luyện viên Park Hang-seo, các vị trí đều phát huy rất tốt khả năng của mình. Rất bình tĩnh. Đình Trọng đã chuyển sang bên phía cánh trái. Là một cú ném biên rất mạnh. Rất tốt. Cú đánh đầu của Thành Trung. Các cầu thủ của chúng ta đã đứng vững trong 115 phút và hy vọng họ sẽ đứng vững trong 5 phút còn lại. Pha bóng bình tĩnh, Văn Thành đã chuyển sang bên phía cánh phải. Và Đình Trọng chuyển sang cánh trái. Cú thôi. Rất nguy hiểm. Đội bạn đã có bàn thắng gỡ hòa 3-3. Đó là một cú đá rất tốt. Đây là một pha xử lý quen thuộc của Alamawi. Chúng ta có bàn thắng vào lưới U23 Malaysia một cách gần tương tự thế này. Tiến Dũng đã lường đến một tình huống mà đội bạn, cầu thủ của đội bạn đã ngoặt bóng, sẽ ngoặt bóng giống như chiếc U23 Malaysia. Nhưng thay vì như vậy thì là quyết định cú đá ngay. Không biết kết quả trận đấu này như thế nào nhưng nó sẽ đi vào lịch sử của U23 châu Á như là một trong những cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục nhất. Chúng ta thủ lưới sau một tình huống phản công chớp nhoáng của đối phương. Thì được suy giảm khiến cầu thủ của U23 Việt Nam khó có thể theo được tình huống bóng nhanh như vậy. Đã đập vào mặt Đình Trọng.
nhưng trung vệ Mao Choi 21 vẫn đang cố gắng đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Còn khoảng 3 phút nữa thôi là hiệp phụ thứ hai sẽ khép lại. Đức Trình rất cố gắng. Điểm đặc biệt nhạy cảm. Vẫn là bài cầu bóng bổng vào trước khung thành của thủ môn Tiến Dũng. Iraq rất trung thành với lối chơi này trong trận đấu ngày hôm nay. Dù họ là những cầu thủ không phải là yếu về mặt kỹ thuật. Một pha xử lý có phần nôn nóng. Cầu thủ U23 Iraq cũng đã đứng cả dậy. Anh Dũng có thể thấy là thể lực của đội bạn rất sung mãn và đây là đội bóng tôi nghĩ có thể lực tốt nhất ở giải đấu lần này. Họ đang dùng lợi thế đó của mình để dồn ép các cầu thủ chúng ta trong ít phút còn lại. Chính xác là chỉ còn vài chục giây nữa thôi là thời gian thi đấu của hiệp phụ hai sẽ hết. Nếu thể lực tốt thì pha xử lý vừa rồi của Đình Trọng không đưa bóng đến cầu thủ đối phương. Bỏ bóng hợp lý. Những giây cuối cùng. Chúng ta luôn ước gì có những hậu vệ cao đến 1m90 đứng trước khung thành của Bùi Tiến Dũng. Nếu thế thì đã không có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1 của Hussein. Sẽ có một góc máy mà chúng ta thấy là khi Hussein bật lên ở khoảnh khắc nâng tỷ số lên thành 2-1 thì anh cao hơn cầu thủ của chúng ta cả một cái đầu. Đức Huy vẫn còn. Phan Văn Đức, đó là Hà Đức Trinh để bóng chạm tay. Khi đội bạn cho bóng bổng vào trong thì chúng ta đều lo lắng. Pha bóng mạnh. Đức Huy là người vừa có pha chạm bóng. Lại làm cú nhồi bóng. Theo chúng tôi thì đó là tình huống đã có lỗi việt vị. Các cầu thủ chúng ta cũng đã phản ứng rồi. Nhưng rất may là Tiến Dũng vẫn đề phòng và kịp đổ người. Chúng ta cùng chờ đợi tình huống làm chậm. Rõ ràng là đã việt vị. Đây là lý do người ta báo, người ta hay nói bẫy việt vị là con dao hai lưỡi. Rất may là Tiến Dũng đã đề phòng. Rất hay. Hy vọng rằng những pha xử lý tốt vừa rồi sẽ tạo ra sự tự tin cho cầu thủ của chúng ta nếu chúng ta bước vào là đá luân lưu, đặc biệt là với Tiến Dũng. Có lẽ rất nhiều người không dám xem những giây phút này nữa. Hết giờ. Hết giờ và bây giờ thì sẽ là thử thách trên chấm sút luân lưu.
Hình ảnh vừa rồi của trung vệ Bùi Tiến Dũng đã nói lên là chúng ta cố gắng thế nào. Phan Văn Đức đã tạo nên một khoảnh khắc bùng nổ. Hà Đức Chinh đã làm cho chúng ta thấy những điều tuyệt vời nhất của bóng đá, những cảm xúc mà đúng là chỉ có bóng đá mới mang lại. Đó là những khoảnh khắc bùng nổ của U23 Việt Nam ở thời điểm mà tưởng như chúng ta không thể gượng nổi vì thể lực bị bào mòn, bị vắt kiệt. Nhưng ông Park Hang-seo cũng đã chuẩn bị cho mọi phương án, và trong buổi tập duy nhất ngày hôm qua trước trận đấu này, U23 Việt Nam cũng đã chuẩn bị cho loạt đá luân lưu. May mắn thêm chút nữa chúng ta sẽ không phải đối mặt với loạt sút luân lưu. U23 Việt Nam đang sở hữu một thủ môn có khả năng bắt phạt đền cực tốt, với sức bật và khả năng phản xạ rất hay. Các bạn có thể thấy là chiều cao của Hussein lợi thế thế nào trong tình huống này. Xuân Trường và Thành Trung đều là những cầu thủ có chiều cao so với các cầu thủ Việt Nam là tương đối tốt, nhưng vẫn chỉ ở bằng bờ vai của Hussein. Nhưng chúng ta vẫn có những vũ khí của mình khi không sở hữu chiều cao như đội bạn. Vũ khí đó là tinh thần, và đặc biệt là những tình huống xử lý đầy kỹ thuật và bùng nổ, như tình huống này của Phan Văn Đức để dự báo một pha xử lý tốt sau đó của cầu thủ áo số 14. Đây xứng đáng là một trận đấu chung kết chứ không phải tứ kết. Phan Văn Đức đã có một trận đấu tuyệt vời, lần đầu tiên được đá chính và đã đáp lại sự tin tưởng của ông Park Hang-seo. Cầu thủ chúng ta đang thể hiện quyết tâm trước loạt đấu cần não. Danh sách 5 cái tên được chọn để thực hiện 5 cú đá đầu tiên đã được lựa chọn. Như vậy Văn Thanh sẽ là người lĩnh sướng bên phía U23 Việt Nam. Quả thật là rất hồi hộp. Tâm lý sẽ đóng vai trò then chốt ở loạt sút luân lưu này. Vũ Văn Thanh và Fahin.
Hy vọng là đầu xuôi đuôi lọt. Chúng ta đã thở phào với cú đá đầu tiên, dù có thể cảm nhận một chút áp lực trong ánh mắt của Văn Thanh. Đó là một điều bình thường với một cầu thủ phải lĩnh sướng đầu tiên. Ahmed Basim đã đoán đúng hướng sút nhưng chưa chạm được vào bóng. Đội trưởng của đội bạn Barca, may mắn một chút thì Tiến Dũng đã có thể ngăn cản quả penalty trong trận. Tiến Dũng cầm bóng, giống với cú đá trong trận đấu gặp U23 Hàn Quốc, Tiến Dũng đã không bị lừa. Tiến Dũng không bay người mà đứng im để ôm gọn cú sút của đối phương. Anh Dũng có để ý những động tác chân của Tiến Dũng hay không? Đó là một động tác bật nhảy để đánh lừa đối thủ. Vâng. Lợi thế penalty đang dành cho các cầu thủ của chúng ta. Và chúng ta cũng đang có lợi thế về tinh thần. Chắc chắn là như thế. Quang Hải là người thực hiện quả đá tiếp theo. Tôi thấy Quang Hải rất tự tin. Đúng là như vậy. Tự tin để tạo ra một cú đá hoàn hảo. Hai cú đá của Văn Thanh và Quang Hải đều vào cùng một góc. Quang Hải, Văn Thanh, Tiến Dũng đã tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội của mình. Lần thứ hai trong trận đấu này, Tiến Dũng sẽ đối mặt với Hussein. Chắc chắn là số 10 của đội bạn đang áp lực, rất áp lực. Tiến Dũng và Hussein. Lần này là một cú đá tốt hơn rất nhiều so với trong trận đấu. Hussein nhìn ngóng hy vọng cho U23 Iraq. Đó là đội trưởng Lương Xuân Trường thực hiện quả sút thứ 3 cho U23 Việt Nam. Cú đá rất tốt của Xuân Trường. Vẫn là góc bên phía trái. Ba quả đá của chúng ta đến lúc này đều rất tốt và không cho thủ môn đội bạn một cơ hội nào. Tất cả đều rất tự tin ở chấm 11m. Hình ảnh rất đẹp. Tôi tin rằng nhiều người không dám xem những khoảnh khắc này, anh Cường. Tôi cũng đang rất hồi hộp. Cú đá tiếp theo của đội bạn. Đây là cú đá của người đã gỡ hòa 3-3. Có vẻ như là Đức Trinh. Đúng là Đức Trinh. Vẫn là một cú đá chính xác của Đức Trinh và vẫn là một góc sút đó. Tôi biết có bài gì đặc biệt từ huấn luyện viên Park Hang-seo trong buổi tập ngày hôm qua hay không. Cả 4 cú sút của chúng ta đều thực hiện hoàn hảo.
Và nếu như Tiến Dũng cản phá thành công lượt đá này của đội bạn, chúng ta sẽ vào bán kết. Cố lên Tiến Dũng. Hamzet vào sân ở hiệp 2 với hy vọng thay đổi hàng. Công. Rất tiếc